Ok, hôm nay anh em. Trưa hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục một con game mới. Game này có tên là Genshack. Thì trong mấy cái sự kiện mà Team Deathmatch gần đây hay là cái game ra mắt tháng 11 thì tôi nhắc đến game này khá nhiều lần rồi. Đây, game Genshack. Cơ bản thì cái đồ họa con game này thuộc dòng là FPS Goguelike, hai cái Goguelike luôn nè. Thì FPS hành động, cơ bản ban đầu anh em nhìn ấn tượng ban đầu thì sẽ thấy nó rất là giống cái dòng mà game Doom. Đùm bắn súng mà tốc độ cao với kết hợp với cái nhạc gốc á. Cái nữa thì cái đồ họa con này thì nó lại có phong cách Borderlands khi mà cái đổ bóng mấy cái viền đen rất là nhiều nè. Đó. Mà không những là viền vô mấy cái mà vật thể đó mà còn viền vô cả cái background môi trường luôn đó. Nên con game này là cảnh báo trước là anh em nào bị mà nhạy cảm với ánh sáng hay là âm thanh chớp nháy vậy thì có thể bỏ qua nha. Chơi lên này nghe có vẻ hiền như đó. Cái gì? Mình mới thấy cái biểu tượng sờ tim kìa. Nè. Biểu tượng sờ tim á. Anh em nhìn thấy nó ngay đây mà thấy không? Ok, game này thì 13 tiếng nữa mới ra mắt. Thì chắc khoảng tầm 2 giờ rạng sáng ngày mai đó. Giá game thì tôi cũng chưa biết bao nhiêu nữa. Nên bản này tôi cái bản là chơi trước thôi. Giá game thì nếu như con game thành công thì giá sẽ dao động trong khoảng 15 đến 25 đô hoặc thậm chí có thể cao hơn. Đây là phiên bản đầy đủ chứ không có early access nha. Nên thành ra giá game là cố định luôn. Lượng follow nó hơn 4.000 là rất là cao luôn rồi đó. 4.000 này có thể nói là quá thành công rồi. Tính ra thì cũng khoảng là gần 100.000 quyết list mới được con số này. Rồi, bây giờ vô game thử rồi. Trả lời báo không đồng bộ file save làm sao? Đây. Option. Bây giờ phát. Factor symbol good. Beautiful. Good đi. Tắt vi xin. Mở thử cái FPS tí nha. Rồi giờ nhạc mới lên. FPS target chúng còn ta có là 30 60 với mà nơi 1. Thì tạm thời tôi để 144 đi. Nếu như game nặng quá thì tôi sẽ giảm cái cấu hình xuống. Ngoài ra còn giảm nữa, radar là cái gì? Ngôn ngữ thì có rất nhiều ngôn ngữ nha, nhưng đáng tiếc là không có tiếng Việt của chúng ta. Hồi nãy tôi chết trên trang chủ này. Gung hả? Gung mà không cần gung đâu. Mountkey nè. 1, 2, 3, 4, let's see C. Bay lên bay xuống là C vậy. F1, Q, map, up. Rồi ok. How to lay. Ship. Thì mỗi cái con tàu đều có một cái bộ xử lý là AI Core. Phá hủy cái Core để mà tắt cái hệ thống phòng thủ của con tàu. Một vài ship thì sẽ có bot để canh giữ cái Core này. Cái này là cái Core đó hả? Như là cái bộ não luôn nè. Core này là luôn luôn được bảo vệ bởi cái siêu hệ thống báo động. Thỉnh thoảng thì cái con tàu này sẽ có rất nhiều Core. Rồi ok. Coi như là phá cái lỗi con tàu á, giống cái lỗi mê cung á. Đây là cái biểu tượng con phá hủy nó để là hoàn thành con tàu. Nhiệm vụ con tàu cái này là siêu, cái này là báo động, cái này là cửa, phá nó để mở cái cửa. Nếu cái cửa không phá thì nó sẽ không kích hoạt báo động. Factory là dạng cái nhà máy, là cái chỗ này giống như cái chỗ mà sao phao ra mấy con đi roi để nó bay mình á. Khi mà báo động được kích hoạt thì cái chỗ này nó sẽ phao ra thêm nhiều con đi coi nữa. Rồi như là cái hang tổ vậy đấy. Cái này là cái trụ để điều khiển tôi ghép. Cái này là cái vùng ẩn trong cái map con mắt. Cái này sửa chữa. Còn cái này an toàn trẻ. Trên chi là những cái cảm biến. Cảm biến để điều khiển canon. Rồi ok. Hai da này hả? Rồi phá hủy nó. Nói chung là cứ thấy mấy thằng này cứ bắn hết đi. À cái thằng này thì quan trọng hơn nè. Khi mà cái nuke này tiêu á, cái biểu tượng hạt nhân này tiêu á, phá hủy bất cứ thứ gì trong hệ thống thì có thể là phát nổ cái nhà máy hạt nhân này.
thì không biết cái nổ này nó là tốt hay nó xấu cho mình đó. Armor rồi, ok, hết armor này. Kho đồ, kho đồ là 1 đến 4 với bộ xui rồi, ok. Chúng ta vô new game. Anh em muốn chơi anh em không? Muốn thì chờ kênh khác, còn tôi chỉ chơi là mới được thôi, giờ khá rồi. Thậm chí tính chọn EZ á, nhưng mà sao bị chửi. Gì đây, chúng ta có cắt cảnh. Bà con bật nó đưa hối lộ cho mình. Hơi nhanh, hơi nhanh, quá nhanh luôn, đúng không? Hơi nhanh kịch cho nữa, không chấm ba thôi. Không chấm ba vẫn hơi nhanh. Tốc độ chuột của tôi thì có thói quen là để cao lắm, tại thường là làm việc á. Rồi tạm thời tắt FPS đi. Chào mừng đến cái abo này, cookie. Chưa kịp đọc nữa. Rồi mình bắt đầu cái chương trình huấn luyện. Bắt đầu bay vô cái phản công. Mình đi lấy cả cái dữ liệu trong cái đó, đồng thời là đập luôn cái co đó, phá hủy cái lớp siêu này nữa. Rồi ok, đây là có cái trụ nữa. If you need a closer look at this intel, you can bring up your tactical map at any time to formulate a strategy. Đây là cái bản đồ để mình lên cái chiến thuật tấn công cho nó ổn áp nhất. Những tab để coi hả? Level 1, last là tàu chiến. Đây là mấy cái chú thích hồi nãy mình đọc vô cái ghi chú đây. Đây rồi, chuẩn bị sẵn sàng đó. Đây bây giờ lấy cái bộ xui vô cái bộ xui của mình. Trời xấu dữ vậy. Xui thì hiện tại mình chỉ có bộ xui cá mập thôi, gọi là đậu súng. Tiền cũng không có luôn, mở mấy cái bộ này là 40, 50, 40. Hai bộ này khác mỗi cây súng thôi, đồng giá với nhau. Bộ này bự quá, bộ này càng bự án nữa. Có mở chắc mở bộ thứ hai này. Bộ thứ hai này máu rất là thấp luôn, giáp nhẹ. Ok, cái này giáp nặng. Con này thì vũ khí nó nhanh hơn. Con này có cái hốc sót nè, không biết nó là cái gì. Cái hốc thì chắc là để cái móc kéo để rất là dễ cho di chuyển, giống phát Tinder trong Apex tôi gặp. Rồi hiện tại thì chỉ có một bộ thôi. Đó, nhấn phát để nhảy, đè nút phát để bay. Rồi,
chút xíu nước thì trái để bắn lại gì à. Chuột phải để sử dụng cái mũi khoan như cái đồng cận chiến vậy đó. Nghe à, mình có thể kết thúc cái vũ khí mới thì vô trong coi đồ. Coi đồ à, lúc nào chứ đi chữ B với M nút tab chữ C. Đi thôi. Cộng 1 áo tối đa. Rồi. Okay. Cái gì? Bon. Cái này là cái gì đó? Rồi, nó cũng là hệ thống báo động à. Này là cái gì? Key code recovered. Một con. Từ 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 từ. Ép đà sử dụng cái khiên. Rồi ok. Nó trốn rồi. Chụp nó. Đáng hả? Đang sạc, đang sạc. Bể chưa? Này thì báo động đỏ à. Đi thôi. Từ từ. Mình đang đâu? Mình đang ở đây thì phải đi vòng qua đây. Khoáng cái chỗ này cái nữa. Khoáng cái co luôn được không ta?
Đúng rồi. Nó còn nửa bán cầu não bên kia. Dạ. Dĩ mà thua. Cái máu của mình coi ở đâu ta? Không lẽ là cái dịch nữa. Sợi quá. Rồi nó chở xác mình về à. Kìa, đạt đây nhiệm vụ phải biết chậm. Cầm lại. Cái này cái gì đây? À, mấy cái nhiệm vụ để mình đi nhận đó. Phá hủy cái phòng hạt nhân nè. Ủa sao cái này màu đỏ là sao ta? Màu trắng là sao? Thử chứ cái này đi. Bên này có gì nữa? Lựu đạn nó coi thống kê của mình. Thất bại ngay nhiệm vụ đầu luôn. Chuột giữa hả? Bình chọn bàn phím và chuột. Trái phải chuột giữa. Rồi ok. Bán, chưa coi bản đồ mù luôn rồi. Ây ơi ơi. Cái gì đây? Này máu hả? Không cần. Cửa này nãy cửa mình vô mà. Rồi nó biết mất luôn kìa.
thôi. Tự nhiên cục báo rơi vô đầu. Súng mới, súng mới. Thấy chưa? Rồi ok. Giờ nên đi bên này không? Bên này dắt cái cửa thông ra ngoài thôi, mở thử thôi. Ngoài thôi. Vậy mình đi cửa hướng bắc này. Coi lại phim chuột cái. Quy là kho đồ. Đổi chỗ nhau cho ta. À được cái gì nữa. Dạ. Nó còn cái lớp siêu chưa công được. Đau đau. Cái gì? Cái cận chiến này có bộ mạnh à? Mấy cái hộp bay lơ lửng này làm sao ta? Rồi bao. I
tampon just in case you need to patch up my suit. And for emergency use only, though, it ain't easy to restock these things. Key code recovered. Theo cái bản đồ này thì chỉ có quay lại thôi. Ở đây còn một cái cửa, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là cái cửa này ra ngoài. Cái này là cái gì ta? Đi, kết thúc trò chơi ở đây. Điều này bắn rất là xuống tay nha. I knew I had a good feeling about you, kid. I'll notify the client and we'll collect the data for our next jump. Chuẩn bị cái dữ liệu cho cú nhảy kế tiếp. Đây thì mình bắt đầu nâng cấp đây. Được nhiêu tiền? Được có 8.000 vậy? Payment will follow once the first target specimen is secured. 18.000. Cái gì nó bắt mình đi qua cái ải hai luôn rồi. Picking up an advanced alarm network on board ship. Watch out for laser tripwires. Cái hệ thống báo động ở đây. Vậy là mình lên vô cái cửa này. Có boss đây nè. Đâm thẳng vô phá cái hệ thống báo động luôn. Đoán gì thôi chứ chả biết. Từ đây tôi nghi là hẻo á. Không có chơi đồ gì như nãy hả? Này cái gì đây? Về cửa này. Nên phá hủy cái hệ thống mà hạt nhân của nó thì rồi có đây. Ê, ê. Mấy cái hộp này là cái gì ta? Chưa gì mất có danh ba máu nè. Ok hết rồi. Vẫn còn cái hành động boss là sao ta? Còn đỏ là boss à. Đi phá hủy hộp nhãn.
Cái gì? Có kêu xuống dưới này không biết có sao không đó. Nó có cái số 31, 34% là sao? Máu nhiều quá không ổn à. Cái cục này chỉ có hồi 3 máu thôi. Kích hoạt hệ thống báo động thôi. Phải phá hủy hệ thống phòng thủ mới được. Cái gì? Cửa đâu ta? À đây nè. Máu quá không được rồi. Đi giá, đi giá. Hết máu luôn rồi. À, đau quá. Rồi, gụng ngay lúc mở cửa tẩu thoát. Quay á, quay đầu á, quay đầu là bờ. Vì à, tiền mình không có nâng cấp được cái gì ta. Vậy con game này Goku là ai chơi lại từ đầu à? Ok, thử bên đây. Đây đây đây, qua sờ tim coi có gì mới không. Đó là lựu đạn 50 ngàn, 40 ngàn. Tiền mình có 18 ngàn hả? Rồi tiếp tục đi làm khu đi thôi. Cái này là súng lửa.
3 con boss. Phá hủy 2 hệ thống trong 30 giây, niềm tin à. Phá hủy nhà máy điện hạt nhân. Phá cái này. 7.000, thời gian dưới 7 phút rưỡi. Vậy là đi vô cộng bên đây, xong qua đây, cộng khoảng này luôn. Đâu vậy? Báo chạy sao ta? Đến số 1 á. Xài hơi sớm à. Có bó tới bản nha. Phá hủy 2 hệ thống trong 30 giây thì làm sao được? Ủa, nhà máy Phật Quân nhân hồi nãy phá rồi mà ta. À, phải phá trước tiên. Phá rồi phải phá trước nữa. Nhầm. Nhầm nhọt tí thì làm gì cắn. Radial magnetograph aperture. Operational proximity channel is open. Ready to launch whenever you are. Phá hủy cái hệ thống đầu tiên với 30.000. Xong rồi thua game cũng được đó. Này đây, phá cái hệ thống đầu tiên giữ 30.000 thôi game. Do xét tầm đầu tiên là đi vô đây chua nha.
Đi thẳng vào đây đập ngang phá luôn. Phá cái đó là sợ nó kích báo động á. Phải giữ nút E mới hack được nha. Trời, xuống đây phá cửa này nữa hả ta? Hay vòng ở đây phá cửa này luôn. Vòng ở đây đâm thẳng vô phá cửa này luôn. Cái súng này nó mạnh vậy? Ammunition depleted. Ủa sao lấy không được vậy? Đúng phá hoại luôn. I suppose I should give credit where credit is due. You managed to accomplish the objective, albeit with a level of mediocrity. Ủa sao được có 11.000 à? Không có ăn bớt tiền của tôi làm gì? Mười một ngàn phá hủy được cái cửa hệ thống đầu tiên mà ta. Cái cửa trên giữa là khó nhất nè.
đông kích hoạt alarm thì khó, tại vì tôi chưa có quen cơ chế alarm nó báo động nó làm sao á. Dưới 8 phút thử cái hệ thống hạt nhân, tại sao giữ cái hệ thống mà không định cái đó không ghi file, chắc chọn cái đầu đi, tại vì cái giữa thì khó quá rồi, mà mình về tới đây rồi nó không hồi máu cho mình nữa. Looks like this python is digging holes through this vessel. Cái bơm này xài lúc nào ta? Này bơm nổ sau 1.5 giây, không thích. Ủa không được chọn lại cái bộ xui khác hả? Cái dưới là vô phương rồi. Cái 8 phút thì hên xui lắm. Giữ cái nhà máy hay nhân. Mình chở cái bản đồ luôn. Hệ thống 2 giờ đây, 2 giờ đây. Chắc đi lấy cái bản đồ trước. Cái phòng bản đồ nó đóng cửa rồi. Phòng gì? À chắc những phòng không vô cái phòng đó thôi. Nó hồi máu mà. Ủa chị vô cái phòng này làm chi? Dạ. Key code recovered.
Yeah. Key code recovered. Tôi chưa phá được cái này ta. À, còn một cái hệ thống phòng thủ ở trên đó nữa. Đây, cửa này. Ủa? Key code recovered. Đây là cái gì? Bài báo. Cửa này chắc mở ra ngoài nên mình đi xuống dưới phá con mắt này, tông qua đây phá cái siêu này. Ê, bấm lộn. We'll be right back.
Ammunition depleted. Hết đạn rồi sao giờ? Nó cứ kẹt kẹt hoài. Ủa? Thôi rồi, nó trùng nút bây giờ. Giờ ra ngoài dòng lại. Cái gì? Cái giá? Không còn phòng nào có vũ khí cả. Mình hết đạn, hết máu luôn rồi. Còn phòng nào nữa đâu trời. Đi đây, đi đây. Có súng. Hết máu rồi, tha em. Thì dòng trên được máu.
Không có vũ khí nữa chứ, cuộc đời nó khổ. Mới góp xuống mất cục máu rồi. Phải thôi nặng rắn hả? Phải ra cái gì? Chết chưa? Good work. Python has lost magneto field cohesion. All we have to do now is pick up all the pieces. Không 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 không, em sai rồi thôi. Cái gì đây? Được cái thành tựu, được cái mà vật phẩm trưng bày mới. Đi nói chạy, cảm giác mình yếu đuối lắm á. Này đấy, phá hủy tất cả các hệ thống. Phá hủy tất cả các hệ thống, không kích báo động và dùng ít nhất dưới một gì đó. À không, được kích báo động. Trời ơi, mắm nó gọng. Cái cò nó ở đây. I would recommend making it a priority target. Otherwise, it'll fix up any other systems you may destroy. Mình vô cửa này, mình phá cái này, phải kiếm vũ khí nữa. Mấy cái trắng trên bản đồ chưa biết là cái gì nè. Đi vô cái cửa đồng bên đây, phá cái này. Bay thẳng lên, phá cái siêu. Về tới nhà mà nó không sửa robot cho mình hồi máu nữa. Còn có 3 vạch à. Rồi dính thì không báo động à. Cái gì? Phải lủng như đang gớt giật. Súng lửa mình cũng sắp hết luôn á.
Báo từ rồi. Không có súng nữa trời. Game này có bộ vui cận chiến nó ngon hơn. Pháo dữ ta. Lưỡi cưa đóng lưỡi cưa hả? Không ổn rồi. Hết báo, hết đạn vô. Biết nãy giữ là cái cây đâm giáo nó ngon rồi.
Key code recovered. Key code recovered. Không bắt. Để sao nó bắt mình dùng ít hơn một kỳ được. Được 15.000. Này chắc boss cuối luôn quá. We've gathered enough data to pin down the location of a target specimen to one of these derelicts. Một máu xong chơi. Juggernaut target signature locked in. Judging by the residuals, this fella looks like a big one. Bắt buộc phải vô cửa này lấy máu đây à. Trên này có ba cái máu nè. Nhưng mà tất cả cửa nó đều đóng hết nên rất là mạo hiểm. Đáng lẽ về bay thì cho hồi máu đi khó với nhau quá. Máu.
cái gì? Ẻo rồi. Rồi xong. Cái lượng máu mình nó giảm rồi. Ok, game rất là đáng chơi nha anh em. Hôm nay tôi chơi thử ca đây thôi, có thời gian thì nghiên cứu chuyên sâu nhiều hơn. Hiện tại giờ cả chơi mấy game này mới có tiếng mà chóng mặt quá. Game rất là hay nha. Hiện tại mình có tiền đó, có thể mua được mấy cái này. À, nó còn mấy cái trên này nữa, rất là nhiều luôn. Đầy súng lửa. Tôi nghĩ con game này cận chiến là nó ngon. Ly thì có cái cây đâm nè, 60.000 tiền mình đâu ta, 97.000 không đủ tiền, một là lưỡi cưa, còn hai là cây đâm, lưỡi cưa với đâm. Ủa, đạt được cái đó thì sao? Tôi thử chọn cái map nữa. Đi cái map đầu thôi. I went through the pre-flight inspection three times, so if anything rattles loose, it ain't my fault. Mình xin lá đi, biến chọn quá. Chỉ có đi đánh nhanh thắng nhanh thôi, không cần quan tâm nhiệm vụ đâu. Hình như đam nó cao hơn tí xíu thì cái giá này mở sao ta. Sao? À, nó phải mở cái này ra. Cái phần đó.
Rồi rồi. Không tìm được cái cửa ra kịp. Chết luôn rồi. Còn 2 máu. Phá xong mới tìm cái cửa ra nữa. Cái kế map cái này sao không tìm được. Trời ơi. Thôi, nghỉ đây thôi. Ok, bye bye anh em.